Và chúng ta dâng lời cầu nguyện. Wir beten. Cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay chúng con được thờ phượng Ngài. Herr, wir danken dir, dass wir dich heute anbeten dürfen. Cảm tạ Chúa vì những kỳ phước hạnh, những ngày phước hạnh trong kỳ hội đồng này Ngài đã ban cho chúng con. Herr, wir danken dir für die segenreichen vergangenen Tage dieser Konferenz. Ngày hôm nay là ngày Thánh Nhật, cũng là ngày thờ phượng cuối trong kỳ hội đồng năm 2022 này. Herr, heute ist der Sonntag und er ist auch der letzte Tag dieser Sommerkonferenz 2022. Danke Chúa vì Ngài có đưa đường cho các quý tôi tới Chúa, bà chị em chúng con từ các nơi xa gần về thờ phượng ngày hôm nay trong một sự bình an. Gott, wir danken dir für all unsere Geschwister, die von nah und fern hierher gekommen sind, um heute mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự tham gia thờ phượng của anh chị em con qua mạng online trong thời giờ này. Und wir danken dir auch für unsere Geschwister, die mit uns diesen Gottesdienst feiern über den Livestream. Giờ này con xin dòng quyết báo Chúa Giêsu thứ tha tất cả những yếu đuối, vi phạm, bất toàn đời sống của chúng con. Und Jesus, jetzt möchten wir dich bitten, möge dein Blut all unsere Verfehlungen, all unsere Sünden reinigen. Xin Cha, Ngài ban phước cho con là người nói, hội thánh của Chúa, ông bà chị em con là người nghe, chúng con đều được ơn lành, sự gây dựng từ nơi lời hàng sống của Ngài. Herr, mögest du mich als den Prediger und die Gemeinde als die Zuhörenden segnen. Vinh hiển thuộc chính mình Chúa Giêsu hô dấu của chúng con. Die Herrlichkeit gebührt dir alleine. Chúng con tạ ơn Chúa và cùng nhau thành kính cầu nguyện. Wir danken dir und wir beten gemeinsam. Nhân danh Chúa Jesus, Namen Christ. Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, kính mời Thánh Chúa chúng ta đồng ngồi. Ich bitte euch Platz zu nehmen. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay thì cái máy đeo nó bị hỏng rồi, cho nên tôi phải cậy ơn Chúa mà cầm cái micro và chia sẻ. Ja, heute ist das Ansteckmikrofon leider kaputt, deswegen muss ich dieses Mikrofon benutzen. Nó cũng hơi bất thường chút xíu, nhưng mà cảm ơn Chúa trong mọi sự. Es ist ein bisschen ungewohnt, aber ich danke Gott für alles. Và chúng ta đã đặt cái mới thì chắc là tuần tới chúng ta có trở lại. Und in der kommenden Woche werden wir aber wieder ein neues Mikrofon haben. Điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi sự đều sẽ qua đi, nhưng mà anh chị em phải không? Da können wir eben auch sehen, alles ist vergänglich. Không có gì chắc chắn cả. Nichts ist für immer beständig. Chỉ có Chúa chúng ta là chắc chắn mà nur thôi. Nur unser Gott. Amen. Dạ, yeah, chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay là một ngày của ngày cuối của kỳ hội đồng trọng thể này. Ja, wir danken Gott, dass wir heute den letzten Tag der Sommerkonferenz gemeinsam haben. Dạ, yeah, từ trên này tôi cảm ơn Chúa, nhìn xuống thì thấy rất là đông các ông bà, chị em chúng ta, các cháu tham gia buổi thờ phượng ngày hôm nay. Ja, und ich danke Gott, dass wenn ich euch ansehe, dann sehe ich sehr viele Personen, die heute da sind. Dạ, yeah, đầu tiên thì chúng ta thấy rằng dâng lời tạ ơn Chúa, phải không bạn chị em? Und wir können da Gott danken für. Vì Chúa ban phước cho chúng ta kỳ hội đồng trọng thể quá sự cầu xin và suy tưởng. Wir danken Gott einfach, dass er uns eine Sommerkonferenz geschenkt hat, die einfach komplett unsere Vorstellung und unser Gebet übersteigt hat. Không biết bạn chị em chúng ta nghĩ sao, chứ đối với riêng tôi thì trước khi bước vào kỳ hội đồng, tôi cũng có những sự cầu nguyện, cũng những sự suy nghĩ, không biết rằng nó sẽ như thế nào. Ich weiß nicht, wie das für euch war, aber für mich war das so, dass ich mit Gebet mich auf die Sommerkonferenz vorbereitet habe und ich hatte schon Sorgen, weil ich mir nicht so sicher war, wie wird es werden. Không biết là ông bà chị em chúng ta đã ghi danh nhưng có sắp xếp đến được hay không? Ich habe mir überlegt, diejenigen, die sich angemeldet haben, werden sie alle da sein? Rồi không biết là thời tiết như thế nào. Wie wird das Wetter sein? Các anh chị em chúng ta trong ban nhà bếp, trong ban phục vụ có sắp và nổi không? Oder kann das Küchenteam das alles stemmen? Rồi ban vệ sinh, ban trật tự. Das Ordnungsteam, der Reinigungsdienst. Ban đưa đón. Der Bringdienst. Rồi ban ấu nhi, thiếu nhi. Der Dienst für die Kinderbetreuung. Rồi tôi cũng còn lo, không biết là một sư phụ, anh nói vậy nhưng mà anh có đến kịp thời nữa không? Oder dann habe ich mir auch Sorgen gemacht, der Pastor Funken hat gesagt, er hat vor zu kommen, aber wird er das wirklich schaffen? Rồi những anh chồng, ông chị em chúng ta đã ghi danh bắt tem nước, nhưng mà có sự cản trở nào đến giờ phút cuối nữa hay không? Oder für diejenigen Geschwister, die sich für die Wassertaufe angemeldet haben, wird es im letzten Moment irgendwelche Hindernisse geben, dass sie sich umentscheiden? Chúng ta thấy thật sự không phải là mình lo lắng, nhưng mà đôi khi trong cái suy nghĩ chúng ta có thể có những điều đó, phải không bạn chị em? Ja, wir haben vielleicht nicht allzu große Sorgen, aber diese Gedanken, diese Fragen sind schon irgendwo in unserem Hinterkopf.
Và từng này thì đỡ nhưng mà từng trước rồi tôi bệnh rất là trầm trọng cho nên không biết rằng Chúa cho có kịp thời khỏe ra lại hay không. Und diese Woche ging es mir auch gut, aber in der vorherigen Woche, da war ich auch krank und da hatte ich auch Bedenken, ob ich denn rechtzeitig wieder gesund würde. Rồi tôi thấy anh trưởng lão Phạm Huy Thắng, anh cũng hơi khan tiếng, tôi cũng lo không biết là anh như thế nào đây. Und bei dem ältesten Bruder Thang, er wirkte auch etwas angeschlagen und da war ich mir auch unsicher. Nhưng mà chúng ta, tất cả nhiều đó, cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời tốt lành. Hallelujah! Aber wir können Gott in allem danken, weil er ein guter Gott ist. Hallelujah! Đức Chúa Trời chúng ta thật là tốt lành. Unser Gott ist wirklich gut. Đấng Ngài thấy, Ngài biết và Ngài không những Ngài thấy, Ngài biết nhưng mà Chúa Giêsu Christ chúng ta đấng ngồi bên hữu Đức Chúa Cha và luôn cầu thế cho chúng ta. Unser Gott ist derjenige, der sieht und der Bescheid weiß und nicht nur das, unser Herr Jesus, er betet für uns mit. Tất cả mọi sự đó chúng ta thấy có một bàn tay quyền năng của Chúa đã đặt lên và tế trị và ban phước. Und in all diesen ganzen sehen wir eben das Wirken, die Hand Gottes in unserem Leben. Ông bà chị em chúng ta có những người đã có mặt từ trong những ngày đầu của kỳ trại. Unter uns sind auch Geschwister, die schon vom ersten Tag der Konferenz da waren. Có người chúng ta có mặt ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư và ngày hôm nay. Dann haben wir Geschwister, die erst einen Tag darauf gekommen sind oder noch einen Tag darauf oder erst heute. Chúng ta có cảm nhận thấy sự ban phước của Chúa trên hội thánh của Chúa trên kỳ hội đồng của ông bà chị em. Könnt ihr den Segen des Herrn sehen über seiner Gemeinde und über dieser Konferenz? Tôi thấy gương mặt rạng rỡ của ông bà chị em chúng ta các cháu, mặc dầu ngày cuối kỳ trại, đáng lẽ là chúng ta hơi mệt phải không? Nhưng mà không thấy sự mệt mỏi gì cả. Und ich schaue in eure Gesichter und eigentlich sollte man ja sehr müde, kaputt sein, aber ich erkenne da nicht zu viel von. Tỉnh thức phải không? Ihr seid wach. Tỉnh thức và chúng ta nhận biết Chúa đang ở đây. Ihr seid wach und wachsam und ihr erkennt, dass der Herr gerade hier ist. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa. Wir danken Gott. Chủ đề kỳ hội đồng năm nay là diện bạn cho em. Was ist das Thema der heutigen Sommerkonferenz? À, cái này chúng ta có này đọc dễ phải không? Das war ja einfach. Quên dặn ban văn phẩm là không có được chiếu lên đó. Dạ, chúng ta cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta nhớ nè, ngày đầu tiên là ngày thứ mấy? Wann war der erste Tag der Sommerkonferenz? Chúng ta đã có điều gì ngày thứ tư không bạn cho em? Was hatten wir am Mittwoch? Có buổi cầu nguyện. Ein Gebetsabend. Rồi ngày thứ năm. Was war am Donnerstag das Programm? Chúng ta có hai buổi thờ phượng phải không? Wir hatten zwei Gottesdienste. Rồi ngày thứ sáu. Was war am Freitag? Hai buổi thờ phượng. Zwei Gottesdienste. Ngày thứ bảy. Am Samstag. Chúng ta có buổi thờ phượng, chúng ta có buổi cầu nguyện tái đại dạy bất tham thánh linh. Và tối hôm qua thì chúng ta có buổi chúng ta thờ phượng, chúng ta làm thánh lễ bắt tay bằng nước cho 11 anh chị em chúng ta và các cháu. Wir hatten einen Gottesdienst, wir hatten einen Gebetsnachmittag für die Erfüllung des Heiligen Geistes und am Abend hatten wir die Wassertaufe für 11 Geschwister. Tại sao tôi nhắc lại điều đó không bạn chị em? Warum wiederhole ich das Ganze? Thường chúng ta rất là vui, rất thích nhưng mà thường cái tật con người chúng ta hay mau quên, phải không? Der Mensch hat die Gewohnheit, dass auch wenn wir sehr viel Spaß haben, viel erleben, dass wir sehr schnell vergessen. Lúc hồi nãy tôi ngồi tôi suy nghĩ lại, cái phần thuộc linh này chúng ta nhớ rõ phải không? Vorhin saß ich da und ich habe mir überlegt, das was das Geistliche angeht, da erinnern wir uns sehr gut daran. Bữa tối thứ tư chúng ta ăn gì? Was haben wir am Mittwochabend gegessen? Nhớ quên hay là còn nhớ không? Chắc người nấu chắc chắn là nhớ. Die Köche, die wissen das wahrscheinlich. Sáng thứ năm thì chúng ta dễ nhớ phải không? Was haben wir am Donnerstagmorgen gegessen? Das ist jetzt eine einfache Frage. Tại vì ăn Frühstück thì đa số giống nhau cho nên chúng ta thấy từ thứ năm cho đến ngày hôm nay cũng hơi giống. Das Frühstück war wahrscheinlich jeden Tag sehr ähnlich. Nhưng mà trưa thứ năm chúng ta đã ăn cái gì nào? Was haben wir Donnerstagmittag gegessen? Cơm. Reis. Một vài điều nhỏ thôi để chúng ta thấy được rằng con người chúng ta rất là mau quên, phải không? Ja, das war jetzt nur ein kleines Beispiel, damit wir nochmal vor Augen geführt bekommen, dass der Mensch sehr vergesslich ist. Mới có mấy ngày mà chúng ta có thể nhớ nhưng có thể chúng ta đã quên. Sind vielleicht nur ein paar Tage vergangen und vielleicht erinnern wir uns noch daran, aber eigentlich nicht.
Cho nên Chúa dạy chúng ta con cái của Chúa chớ quên các ân huệ của Ngài, phải không bạn chị em? Deswegen erinnert der Herr uns, vergiss nicht, was dir Gutes getan hat. Cơm chúng ta có thể quên. Das Reisgericht können wir vielleicht vergessen. Có thể là bún chả hoặc là bún mọc hay bún gì đó chúng ta có thể quên. Oder welche Reisnudeln es mit welchem Fleisch gab, das können wir vielleicht vergessen. Bún bò Huế cũng có thể quên. Selbst leckere vietnamesische Nudelsuppen. Nhưng mà chúng ta Chúa nhắc nhở con cái của Chúa chớ bao giờ quên ân huệ của Ngài. Aber der Herr erinnert uns dran, vergiss nicht, was dir Gutes getan hat. Đặc biệt là những điều Chúa đã làm rất là mới cuộc đời chúng ta trong những ngày qua. Und insbesondere das, was ganz Erneuerndes für unser Leben getan hat. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay hội thánh của Chúa chúng ta thờ phượng, nhưng mà chúng ta cũng có cái mạng online để chúng ta xem và chúng ta lưu lại, phải không bạn em? Wir danken Gott, dass wir hier diesen Gottesdienst feiern, aber dass wir auch den Livestream haben, der gespeichert wird und den wir uns wieder ansehen können. Ông bà chị em chúng ta ở đây, ai đã từng xem lại sự thờ phượng trong online của hội thánh của Chúa nào? Wer hat sich schon mal einen Livestream im Nachhinein angeguckt, einen Gottesdienst? Chúng ta giơ tay coi. Hand hoch. Cũng không có đông lắm, xin Chúa cho chúng ta. Hoặc là coi trực tiếp, hoặc là chúng ta xem lại, bởi vì chúng ta có thể quên. Wir schauen es uns nochmal an, weil wir vielleicht etwas vergessen haben. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa vì buổi ngày hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa và chúng ta cũng lấy cái chủ đề chính là hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ. Wir danken Gott für den heutigen Gottesdienst und die heutige Predigt hat auch den Titel zieht den Herrn Jesus Christus an. Mà xin thưa với ông bà chị em chúng ta đó, trong một kỳ hội đồng mà chia sẻ nhiều bài chỉ một chủ đề đó, nếu mà ai đã hầu việc Chúa trong cái một cái điều kiện như thế này, chúng ta thấy không dễ chút nào. Ja, und wenn man in einer Sommerkonferenz oder einer Konferenz sehr viele Predigten hat und die alle zu einem bestimmten Thema sein sollen, dann ist das oftmals nicht sehr einfach. Bởi vì những người trước chia sẻ gần hết rồi, tới mình lần cuối là mình thấy nó cũng đuối rồi, phải không? Denn man muss eben darauf achten, dass es kann vielleicht sein, dass der Vorredner schon viele Dinge, viele Punkte abgedeckt hat und dann hat man nicht mehr so viel zu sagen. Nhưng mà anh chị em chúng ta thường hay cầu nguyện đó, mỗi một ngày buổi sáng lại mới luôn, phải không? Aber wir beten ja, dass es halt jeden Tag etwas Neues gibt. Sự thành tín của Đức Chúa Trời là lớn lắm. Jeden Tag ist seine Gnade neu. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa, không phải tình cờ mà Chúa cho hội thánh của Chúa năm nay chúng ta có một chủ đề hết sức là tốt lành, đó là hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ. Ja, wir danken Gott, dass uns diese Sommerkonferenz gegeben hat mit diesem so guten Titel, zieht den Herrn Jesus Christus an. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa vì chủ đề này, để chúng ta nhớ, chúng ta không những ngày hôm nay, nhưng mà những ngày sắp tới đây, khi chúng ta trở về nhà, trở về hội thánh địa phương của mình, chúng ta nhớ chủ đề lớn và trong cuộc đời của chúng ta trong những ngày sắp tới đây. Ja, wir danken Gott für dieses Thema, dass wir daran erinnert werden, den Herrn Jesus Christus anzusehen und mögen wir dieses Thema auch, diese Einstellung auch mit in unseren Alltag nehmen. Ja, cảm tạ Chúa, thì trước khi mà ngày hôm nay trong sự chia sẻ đến đây thì có anh em cũng nhắc nhở tôi là ngày hôm nay anh Quốc anh phải kết thúc tương đối sớm ạ. Und heute wurde ich auch von einem Bruder daran erinnert, Bruder Quốc, du solltest den Gottesdienst auch heute frühzeitig beenden. Tôi chỉ chờ có nhiêu đó thôi. Und ich habe eigentlich nur auf diesen Satz gewartet. Ja, cảm ơn Chúa. Câu số 12 là Chúa chép rằng: Vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Ja, Kolosser 3, Vers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Chúng ta cảm ơn Chúa, lời Chúa cho chúng ta thấy ở đây, sứ đồ Phaolô ông gửi thư tín cho tín hữu tại Colosse, ông nói rằng vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời. Das ist ein Brief von Paulus an die Kolosser und anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời. Und Paulus war ein Auserwählter Gottes. Cảm ơn Chúa. Lời Chúa ngày xưa có phải là cho chúng ta không bạn chị em?
Wir danken Gott. Das Wort Gottes von damals, ist es auch etwas für uns heute? Ai trong chúng ta là những người được Chúa lựa chọn yêu dấu nào? Wer weiß, dass er auserwählt und geliebt ist von Gott? Làm vinh hiển Chúa. Hebt die Hand. Halleluja. 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 Nếu mà con cái của Chúa mà chúng ta chưa thấy rằng Chúa yêu mình và Chúa chọn lựa mình, thì chúng ta cầu xin Chúa thương xót. Wenn einer von euch noch nicht daran glaubt, dass er auserwählt und geliebt ist von Gott, dann betet zu Gott, dass er euch das erkennen lässt. Không những Chúa phán rằng là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, mà là người thánh nữa. Und wir sind nicht nur Auserwählte, sondern wir sind auch noch heilig. Người thánh có nghĩa không phải là người phàm, phải không? Không phải là normal, nhưng mà người thánh là heilig. Also jemand, der heilig ist, ist heilig und nicht einfach nur normal. Ai trong chúng ta là người thánh của Đức Chúa Trời, ông bà anh chị em? Wer ist ein Heiliger Gottes? Halleluja! Có nghĩa là chúng ta là những người tin Chúa Jesus Christ. Wir sind diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Chúng ta tin lời Đức Chúa Trời. Wir glauben an das Wort Gottes. Chúng ta tin hội thánh của Chúa. Wir glauben seiner Gemeinde. Chúng ta tin những sự tốt lành mà Chúa ban trong hội thánh của Chúa qua những bà chị em chúng ta. Und wir glauben an das Gute, das der Herr seiner Gemeinde geschenkt hat. Chúng ta tin an bà chị em chúng ta là những người được Chúa lựa chọn. Wir glauben daran, dass Gott uns auserwählt hat. Chúng ta tin giống như ngày hôm qua, tất cả các anh chị em, các cháu mà trước khi bước vào hồ bắc tem nước đã tuyên xưng niềm tin mình bởi bài tín điều các sứ đồ. Und unsere Geschwister, die gestern getauft wurden, sie haben vorher ihren Glauben bekannt vor Gott. Chúng ta tin chắc rằng đây là những con người thánh đã được Chúa chuộc bằng huyết báo của Ngài. Und wir glauben daran, dass diese elf Geschwister auserwählt sind und dass sie heilig sind. Những con người thánh không phải tự mình làm nên thánh, nhưng bởi Chúa Jesus Christ. Jemand, der heilig ist, ist nicht aus sich selbst heilig, sondern durch Jesus Christus. Có ai trong chúng ta mà mình dám nói rằng mình tự làm nên thánh không? Ist jemand unter euch, der sagt, ich bin von mir selber aus heilig? Chúng ta thánh nhờ Chúa Jesus. Wir sind heilig durch Jesus. Nhờ lời của Chúa. Durch sein Wort. Nhờ Thánh Linh của Ngài giúp đỡ. Durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Và nhờ Hội Thánh của Ngài. Und durch die Gemeinde Gottes. Tôi tin chắc rằng khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta nhận thánh lễ bắt tem nước, nhưng mà chúng ta phải cần Hội Thánh của Chúa để hướng dẫn ông bà anh chị em chúng ta cùng nhau bước đi con đường nên thánh trong cuộc đời của mình. Und ich glaube daran, dass wir einander helfen können, dass wir uns dazu entscheiden können, Schritte zu gehen, um heilig zu werden, um geheiligt zu sein. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng không phải là người thánh không, mà là người rất yêu dấu của Ngài. Und wir die Bibel erinnert uns daran, dass wir Auserwählte Gottes sind. Chúng ta đây mình có thấy rằng Chúa yêu mình không? Wisst ihr, dass Gott euch liebt? Lời Chúa nói rất là to cũng như nói nhỏ nhẹ chúng ta rằng Chúa yêu chúng ta. Das Wort Gottes ist sehr klar und hat eine laute Stimme, aber auch eine leise Stimme, die zu uns sagt, Gott liebt dich. Và chúng ta có yêu Chúa không bạn chị em? Lieben wir Gott? Chúng ta yêu Chúa. Wir lieben Gott. Chúng ta cảm ơn Chúa. Có ai bao giờ trong chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, những quãng đời của mình chúng ta đã đi qua, chúng ta thấy rằng Chúa yêu chúng ta không? Habt ihr schon mal auf euer Leben zurückgeschaut und erkannt, dass der Herr euch liebt? Ai trong chúng ta là mình nói rằng mình xứng đáng với tình yêu của Chúa? Wer schaut auf sein Leben und sagt, ich habe Gottes Liebe verdient? Trong chúng ta đối với tình yêu lớn của Chúa không ai xứng đáng cả. Wenn wir uns mit der großen Liebe Gottes vergleichen, dann hat es eigentlich keiner von uns verdient. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa yêu chúng ta. Aber wir danken Gott, dass er uns liebt. Ngài yêu chúng ta bởi tình yêu mặc dầu. Er liebt uns bedingungslos. Mặc dầu chúng ta như thế nào, nhưng mà Chúa Ngài vẫn yêu chúng ta. Er hat liebt uns mit der trotzdem Liebe. Trotzdem wir so sind, wie wir sind, liebt er uns. Và Chúa cũng muốn chúng ta nhận lấy tình yêu đó và chúng ta sống với tình yêu đó. Er möchte, dass wir seine Liebe erkennen und dass wir mit seiner Liebe leben. Bởi vì từ câu số 12, lời Chúa phán với chúng ta, Chúa phán chúng ta rằng chúng ta là những người được Chúa lựa chọn, là những người được Chúa thánh hóa qua huyết báo Chúa Giêsu
Và Chúa nói rằng Chúa rất là yêu chúng ta. Der Vers 12 sagt uns, Gott hat uns auserwählt. Er heiligt uns und er liebt uns so sehr. Và một khi chúng ta nhận biết ba cái điều đó đó, thì chúng ta mới có thể thực hiện lại những điều mà những phần dưới Chúa dạy tiếp nữa. Und wenn wir diese drei Dinge erstmal erkannt haben, erst dann können wir die Eigenschaften, die danach kommen, leben. Ngài phán rằng hãy có lòng thương xót. Herzliches Erbarmen. Hãy mặc lấy sự nhân từ. Güte. Khiêm nhượng. Demut. Mềm mại. Milde. Nhịn nhục. Langmut. Một người mà mình chịu ơn Chúa, mình biết ơn Chúa, mình dễ sống xứng đáng với tình yêu của Chúa cho mình và cho những người xung quanh. Wenn wir als Menschen Gott dankbar sind, dann fällt es uns einfacher, mit unseren Mitmenschen gut umzugehen. Nếu chúng ta nhận biết rằng Chúa là đấng thương xót đời sống của chúng ta. Wenn wir erkannt haben, dass Gott derjenige ist, der unser Leben liebt. Chúng ta không xứng đáng. Dass wir es nicht verdient haben. Thì chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ sống thương xót với chúng người xung quanh. Und erst dann, wenn wir das erkannt haben, wenn wir ihm dankbar sind, dann können wir eben in dieser Liebe würdig auch leben und andere Menschen lieben. Chúng ta amen được không, bạn chị em? Könnt ihr dem zustimmen? Cái đó là những lẽ đạo hết sức là căn bản của Chúa dạy con cái của Chúa. Đức Chúa Trời nhân từ là Đức Chúa Trời, bổn tánh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thương xót. Das ist etwas sehr Grundlegendes, was der Herr uns beibringen möchte. Người ta có thể dùng cái mực thước nào để đo sự thương xót, đến đâu là đủ và đến đâu là quá, không bạn chị em? Was für einen Maßstab kann man verwenden für Barmherzigkeit? Wann ist es genug? Chúng ta thường mình đo cái chiều dài mình dùng điều gì mình đo? Welche Maße brauchen wir, um eine Länge zu messen? Mình dùng thước mình đo, phải không? Wir benutzen ein Lineal. Ví dụ từ bên đó sang bên này thì ta đo bao nhiêu mét? Wir messen in Metern. Yeah. Mình nếu mình không có một đơn vị đo lường đó, thì ví dụ từ đó sang đây, tôi hỏi một người thì người nói có thể là 15 mét. Und wenn ich jetzt jemanden frage, dann wird er vielleicht sagen, ja, das sind vielleicht circa 15 Meter. Có người nói thì khoảng 17 mét. Dann sagt jemand anderes 17 Meter. Có người nói chắc 13 mét thôi, không bự lắm đâu. Oder jemand sagt, nee, wahrscheinlich nur 13 Meter. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn cho chính xác, chúng ta phải dùng cái đơn vị đo lường là mét để chúng ta đo, phải không? Aber wenn wir das eben genau wissen wollen, dann müssen wir eben einen Maßstab nehmen und das nachmessen. Không thôi chúng ta sẽ cãi nhau. Denn sonst würde man sich streiten. Mà không có kết quả gì cả. Und dann käme man auch nicht zu einem Ergebnis. Không ai chịu ai cả. Denn niemand möchte dem anderen recht geben. Chúng ta amen được không? Da können wir Amen zu sagen, oder? Nếu mà đơn vị đo lường cái chiều dài người ta dùng mét, mà nếu dùng cái diện tích thì người ta dùng mét vuông, phải không? Und wenn man eine Fläche messen möchte, gebraucht man Quadratmeter. Ja, đơn vị mà đo lường cái thể tích là người ta dùng lít. Oder man misst in Litern, Gefäße. Sự thương xót, chúng ta dùng điều gì để chúng ta đo sự thương xót? Nó đạt hay là chưa đạt? Wie können wir messen, ob jemand genug Barmherzigkeit hat oder nicht? Cái điều đó là một điều khó, phải không? Das ist nicht einfach. Thế nào là thương xót mà mình làm theo cái bổn tánh của Chúa? Sự thương xót á, là mình làm như thế nào mà theo cái bổn tánh, theo cái ý muốn của Chúa? Wie können wir barmherzig sein, dass es den Eigenschaften Gottes entspricht? Chúng ta dùng cái chuẩn mực là lời của Kinh Thánh, phải không? Wir schauen auf das Wort Gottes und definieren die Barmherzigkeit danach. Chúng ta không thể dùng chuẩn mực của con người được. Wir können nicht die Definition von Menschen gebrauchen. Bởi vì chuẩn mực con người nó có thể thay đổi theo thời gian và lúc chúng ta vui, chúng ta buồn, lúc chúng ta thích, chúng ta giận, chúng ta sẽ thay đổi và sự thương xót nó khi lên khi xuống. Denn wie Menschen die Barmherzigkeit ansehen, das ist veränderlich und wenn jemand gut gelaunt ist oder schlecht gelaunt ist, dann ist er anders barmherzig. Ja, sự thương xót là bổn tánh của Chúa, chúng ta chỉ có thể đo lường một cách đúng mực khi chúng ta có lời của Chúa.
Die Barmherzigkeit, die von Gott kommt, die können wir nur definieren anhand des Gott Gottes. Khi chúng ta được đầy dậy Đức Thánh Linh trong cuộc đời của mình. Wenn wir erfüllt sind von dem Heiligen Geist. Chúng ta tưởng tượng coi, khi chúng ta có lời của Chúa nhưng mà chúng ta khô hạn Đức Thánh Linh á, sự thương xót của chúng ta ở mức nào? Wenn wir zwar das Wort Gottes haben, aber wenn der Heilige Geist nicht da ist in unserem Leben, dann merken wir, wie viel oder wie wenig Barmherzigkeit wir haben. Chúng ta có thể dễ dịnh lại hay chúng ta có thể dễ buông bỏ không bạn chị em? Und wir können leicht von dieser Barmherzigkeit ablassen. Lời Chúa dạy chúng ta năm nay chúng ta chủ đề lớn là mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ. Das Thema der diesjährigen Sommerkonferenz und auch dieses Jahres ist, zieht den Herrn Jesus Christus an. Lời Chúa dạy tiếp rằng hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Chúa dạy chúng ta hãy mặc lấy điều đó vào cuộc đời của mình. Zieht es an. Cái điều đó là một cái điều, một cái lời đề nghị hay là một cái mạng lệnh của Chúa, ông bà anh chị em? Das ist eine Aufforderung oder ein, ist das eine Aufforderung oder ein Gebot? Chúng ta trả lời cho câu hỏi này. Đó là một lời đề nghị của Chúa, có thể làm, có thể không làm, hay là một mạng lệnh của Chúa? Ist das eine Aufforderung oder ein Gebot an uns? Tôi nghĩ rằng lời Chúa là một mạng lệnh cho con cái của Chúa, phải không? Ist das etwas, wo uns die Wahl gestellt wird, oder ist es eine Aufforderung? Ich glaube, das ist etwas, was, wo der Herr möchte, dass wir das auch durch ausführen. Chúng ta biết được rằng trong Kinh Thánh có những điều Chúa chỉ ra để cho con cái Chúa quyết định. Ta ban cho các ngươi hai con đường, một con đường sống và một con đường chết. Ngươi tùy ý chọn, chọn con đường nào. Ich glaube, dass Gott uns Situationen schenkt, wo wir uns für zwei Dinge oder mehrere Optionen entscheiden können. Nhưng mà chúng ta biết rất là rõ ràng, tất cả những lời của Chúa là lời yêu thương. Und wir wissen, dass die Gesamtheit des Wortes Gottes die Worte der Liebe sind. Bởi vì ý muốn của Chúa, Chúa không muốn một người nào bị hư mất cả, mà tất cả mọi người đều được sự cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Denn Gottes Wille ist es, dass niemand verloren geht und jeder errettet wird. Chúa dạy chúng ta hãy mặc lấy sự nhân từ. Zieht an Güte. Barmherzigkeit, không? Sự nhân từ. Nhưng mà nếu chúng ta không mặc lấy sự nhân từ thì cuộc đời chúng ta sẽ mặc lấy điều gì? Wenn wir nicht die Güte in unserem Leben anziehen, ngược lại sự nhân từ là điều gì? Was ist das Gegenteil von Güte? Tôi cần sự đóng góp của ông bà cho em. Độc ác. Das Böse. Độc dữ. Giận. Wut. Không tha thứ. Nicht vergeben. Có thể chúng ta chỉ yêu những người chúng ta thích mà thôi. Und wir lieben nur diejenigen, wo wir die Liebe empfinden wollen. Nó không vượt hơn những điều con người thông thường mà chúng ta thường hay hành xử, phải không? Aber es übersteigt nicht das gewöhnliche menschliche Verhalten. Nếu mà chúng ta không có sự khiêm nhượng đó, mà ngược lại sự khiêm nhượng đó là điều gì bà anh chị em? Wenn wir keine Demut haben, was haben wir dann? Was ist das Gegenteil von Demut? Sự kiêu ngạo, phải không? Mà con cái Chúa mà thấy kiêu ngạo là thấy kinh khiếp, phải không? Der Hochmut. Und wenn man einen Menschen ansieht, mit, der hochmütig ist, dann ist das sehr schlimm. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng sự kiêu ngạo đi trước thì sao? Das Wort Gottes spricht, wenn Hochmut ist, was folgt darauf? Sự bại hoại theo sau, phải không? Der, die, một điều mà cảm ơn Chúa, một sư Bùi Quốc Phụng khi mà ông đến đây thăm viếng hội thánh, rồi anh về nhà thì tôi cũng việc tâm tình với hai ông bà cũng như chị So là người đi cùng gia đình. Und wir danken Gott für den Pastor Funk, der hier war, und ich hatte noch die Gelegenheit, zu Hause mit seiner Frau und mit ihm und mit der Schwester Swa zu sprechen. Thì tôi tới với Chúa nói rằng cảm ơn Chúa, hội thánh của Chúa ở đây, các ông bà chị em chúng ta rất giỏi kinh thánh. Und er hat gesagt, ich danke Gott für die Gemeinde und dass sie so bibelkundig ist. Tôi thấy rằng đó là một cái điều rất là tạ ơn Chúa. Vì chúng ta biết kinh thánh, giỏi kinh thánh, yêu mến kinh thánh, không phải tự nhiên mà nó có được đâu đó. Und ich danke Gott, dass es wirklich nicht einfach ja aus Zufall ist, dass wir das Wort Gottes kennen und dass wir es lieben. Bởi Chúa ban cho chúng ta.
Denn das ist etwas, was Gott geschenkt hat. Và chúng ta đã đồng hành với Chúa suốt những năm qua. Und wir waren schon die ganze Zeit mit Gott unterwegs in den vergangenen Jahren. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó và chúng ta tiếp tục yêu mến Chúa, học Kinh Thánh và chúng ta thờ phượng Chúa, phải không bạn chị em? Ja, lass uns Gott dafür danken und lass uns Gott weiterhin lieben, lass uns weiterhin sein Wort lernen und lass uns weiterhin ihm dienen. Tôi dám chắc với bạn chị em chúng ta một điều rằng nếu chúng ta không có lời Chúa, chúng ta không thể khiêm nhượng được đâu đó. Und ich kann euch versichern, dass wenn wir das Wort Gottes nicht haben, wir nicht demütig sein werden. Hoặc là nếu có lời Chúa mà không có Thánh Linh của Chúa, chúng ta chỉ dùng lời Chúa để cãi lẫy mà thôi. Und wenn wir das Wort Gottes haben, aber wenn wir nicht den Heiligen Geist haben, dann werden wir die Worte Gottes nur gebrauchen, um miteinander zu diskutieren oder miteinander zu streiten. Không ích lợi gì cả, không mở mang nước thiên đàng mà nhiều khi té lửa. Es wird nicht erbaulich sein, es wird nicht das Reich Gottes bauen oder erweitern, sondern es wird eigentlich nur Feuer bringen. Sự khiêm nhượng đến bởi chúng ta có lời của Chúa, bởi kính sợ Chúa và chúng ta có Thánh Linh Chúa trong cuộc đời của mình. Die Demut kommt, weil wir das Wort Gottes haben, weil wir ihm ehrfürchtig sind und wenn wir den Heiligen Geist haben. Chúng ta Amen, bà chị em. Könnt ihr Amen dazu sagen? Chúa dạy chúng ta cũng nhịn nhục. Der Herr sagt uns auch, dass wir... À, cái này cũng khó nè, lấy mực thước nào đo là nhịn bao nhiêu là đủ nè. Das Wort Gottes lehrt uns, dass wir geduldig sein sollen. Wie können wir Geduld messen? Thường có khi nào chúng ta nói với con cái của mình là nãy giờ tao nhịn mày đến đổ đó là được dữ lắm rồi đó nha. Đừng quá cái mức đó đó. Wer hat schon zu seinem Kind gesagt, dass man es schon lange genug ausgehalten hat? Chúng ta phải nhìn vào gương Chúa Giêsu, phải không bạn chị em? Lasst uns auf Jesus schauen als unser Vorbild. Chúa Giêsu, vì cái mục đích của Chúa đến thế gian để làm cái điều gì? Weshalb ist Jesus in diese Welt gekommen? Mục đích của Chúa là đến để chịu khổ, chịu chết để cứu cả nhân loại này, trong đó có mỗi người chúng ta. Er kam auf diese Welt, um zu leiden, um zu sterben, um aufzuerstehen, um die Menschheit zu retten. Và đó, khi người ta du oan cho Ngài, người ta đánh đập Ngài, thậm chí người ta đóng đinh thập tự giá, tất cả sự đau đớn đó, Ngài nhìn, Ngài chịu, bởi vì Ngài có cái mục đích rõ ràng. Er wurde beschimpft, er wurde geschlagen, er wurde letztlich gekreuzigt. Nếu chúng ta thật sự là những người hầu việc Chúa trong hội thánh của Chúa, là những người cha, người mẹ, những người Chúa đặt ở những cái vai trò là hầu việc Chúa trong hội thánh của Chúa, chúng ta cần cái đức tính nhịn nhục, không bạn chị em? Und in all dem war er geduldig. Und wenn wir als Geschwister in der Gemeinde leben, in dieser Welt leben, brauchen wir da die Geduld? Và thường chúng ta thường hỏi Chúa rằng nhịn đến đâu là đủ? Oft fragen wir Gott, Herr, wie lange soll ich noch geduldig sein? Nhịn nhục đến điều, phải không? Đến điều mà khi mà chúng ta mở rộng ra, chúng ta giải thích chữ đến điều nó ra làm sao, không bạn chị em? Là đến mức ăn thua luôn, phải không? Wir müssen unbegrenzt geduldig sein. Chúng ta nhịn nhục đến điều, có nghĩa chúng ta nhịn nhục đến cái mức mà chúng ta phải nhịn nhục, mà phải nhịn nhục chứ không phản ứng, phải không? Wir sollen unbegrenzt geduldig sein, so dass wir es gar nicht mehr ertragen können. Tại vì nếu mà không nhịn nhục đến điều đó, chúng ta nhịn theo cái bản tánh xác thịt con người ta, vì là con cái Chúa tôi phải nhịn. Wenn wir nicht unbegrenzt geduldig sind, dann schauen wir vielleicht nur darauf, dass wir sagen, ja, ich bin ja ein Christ und deswegen muss ich geduldig sein. Nhưng mà nó nguy hiểm mức độ mà giống như cái lò xo mà chúng ta đè nén xuống đó, mà khi mà nó vụt một cái nó bung lên thì chúng ta thấy không thể tưởng tượng được cái sức phản ứng của nó, phải không? Aber wir müssen wissen, dass das auch einen Druck auf uns ausübt, wie auf eine Spirale, die man eben hinunterdrückt, und ab einem gewissen Punkt, ja, wenn man loslässt, dann weiß man ja, welche Kraft daraus kommt. Linh biết cái lò xo là gì không? Cái phê đà rùng á. Cái phê đà rùng á. Bởi vậy cho nên cái lò xo là khi nó lên khi xuống, phải không? Nhưng mà khi chúng ta đè nén nó quá, mà khi vuốt ra một cái rồi đó, thì chúng ta không thể tưởng tượng là cái sức bật của nó, phải không? Ja, also eine Feder, die man herunterdrückt und ja, die dann mit ganzer Kraft hochspringt. Có khi nào chúng ta đã từng thấy con cái của Chúa nhịn nhục nhưng mà nó exploded chưa? Habt ihr schon mal gemerkt, wie ein Kind Gottes so geduldig schien, aber dann irgendwann explodiert ist? Là bùng nổ đó. Explodiert ist. Kinh khiếp, phải không? Das ist echt schlimm.
Chúng ta cảm ơn Chúa, đó là những cái mối nguy hiểm mà có thể chúng ta bị dấp phải, đã dấp phải. Das ist eine Gefahr, der wir vielleicht schon mal begegnet sind. Nhẫn nhục, nhưng mà chúng ta phải biết trao gánh nặng cho Chúa Giêsu, phải không? Wir müssen geduldig sein, aber wir müssen auch gleichzeitig die Lasten an Gott abgeben. Không thể nào chúng ta lấy cái sức của chúng ta mà nhịn nhục được cả. Wir können nicht aus unserer eigenen Kraft geduldig sein. Bởi vì không có cái điều gì á mà nó khổ bằng người khác vu oan cho mình. Und nichts ist schlimmer als là giống như verleugnung. Wenn jemand uns verleugnet. Chúng ta không có làm cái điều đó mà nói rằng đã làm cái điều đó. Und wir haben etwas nicht getan, aber jemand sagt uns sagt, wir hätten es getan. Đứng đây chia sẻ lời Chúa, nói không có cố ý ai hết, nhưng mà xuống là bị la gì cớ là đã nói là chia sẻ riêng cho người đó. Man predigt und man spricht niemanden mit dieser Predigt persönlich an, aber im Nachhinein wird es einem vorgeworfen. Đã cố gắng nhiều nhưng mà chúng ta không gặt hái được cái kết quả mà mình mong muốn. Man strengt sich an, aber man erzielt nicht die gewünschten Ergebnisse. Nói chung chúng ta biết được rằng sự nhẫn nhục cũng đó là một cái bổn tánh mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Chúa. Die Geduld ist eine Eigenschaft, die Gott seinen Kindern gibt. Amen, bạn chị em. Amen. Bữa nay chúng ta rà soát lại một số bổn tánh mà Chúa dạy con cái của Chúa hết sức là căn bản. Und heute wollen wir über einige Eigenschaften sprechen, die sehr grundlegend sind, die Gott uns gibt. Sau cái nhịn nhục, Chúa dạy chúng ta là tha thứ nhau. Wir sollen einander vergeben. Có ai trong chúng ta trong cuộc đời này tới giờ này chúng ta nói chúng ta tha thứ tất cả mọi người nhưng mà chỉ duy một người chúng ta không thể tha thứ được? Ist jemand unter uns, der một sagt, người thôi, không tha thứ được. Ich kann jedem Menschen vergeben, aber es gibt da diesen einen Menschen, dem ich nicht vergeben kann. Bởi vì người này đã làm khổ cuộc đời tôi quá rồi. Denn dieser Mensch hat mein Leben sehr schwer gemacht. Người rất thân trong cuộc đời của mình. Tại vì nếu mà người lạ đâu có làm khổ mình nhiều bằng cái người thân mình đâu, phải không? Vielleicht ist es jemand, der uns sogar sehr nahe steht, denn Fremde können ja uns nicht das Leben allzu schwer machen. Nhưng mà Chúa dạy con cái của Chúa phải tha thứ. Aber der Herr lehrt uns, vergebt euch. Vô điều kiện. Ohne Bedingungen. Vô điều kiện. Bedingungslos. Có nghĩa rằng tôi chỉ tha thứ khi người đó đến với tôi. Xin lỗi tôi. Ich vergebe einer Person nur, wenn sie sich bei mir entschuldigt. Người đó năn nỉ tôi. Wenn die Person mich anfleht. Mà cái người đó đi ngang tôi mà thấy còn nghênh nghênh không bao giờ tôi tha thứ. Und wenn sie mich schief ansieht, dann werde ich ihr erst recht nicht vergeben. Mặc dù bất cứ người đó là ai. Egal welche Person das ist. Có bao giờ chúng ta có tâm tình đó chưa ông bà anh chị em? Hatten wir schon mal solche Gedanken? Rất là thiêng liêng tha thứ hết nhưng chỉ một người thôi à. Ich bin so heilig, ich vergebe jedem, aber nur dieser einen Person nicht. Chúa dạy chúng ta tha thứ tất cả mọi người vô điều kiện. Der Herr sagt uns aber, vergebt allen bedingungslos. Amen. Amen. Lời Chúa không những phán dạy nhưng mà Chúa có quyền giúp đỡ chúng ta nữa. Der Herr spricht nicht nur Worte aus, sondern er hilft uns auch. Có bao giờ chúng ta không tha thứ cho một người một hoặc là một sự việc nào đó mà chúng ta nói rằng chúng ta không làm được, tại vì chúng ta không cầu nguyện, phải không bạn chị em? Wenn wir sagen, dass wir zum Beispiel einer Person nicht vergeben können, dann liegt es vielleicht daran, dass wir nicht darüber beten. Bởi vì nếu cầu nguyện mà lỡ Chúa nhậm lời con là con tha thứ thì người đó là thật là uổng quá. Wir beten nicht, weil es kann ja sein, dass Gott uns im Gebet sagt, dass wir dieser Person vergeben müssen und das wollen wir ja nicht. Nhậm lời tha thứ mà lỡ Chúa nhậm lời rồi làm sao? Người đó không đáng sự tha thứ của con cho nên con không thèm cầu nguyện. Ich möchte nicht für diese Person beten, dass ich ihr vergeben möchte, denn sonst kann Gott ja mein Gebet erhören und ich möchte nicht, dass dieser Person vergeben wird. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều rằng nếu chúng ta không tha thứ cho anh em mình thì Chúa cũng không tha thứ cho chúng ta đâu. Wir müssen uns aber vor Augen führen, dass wenn wir einer Person nicht vergeben, dass Gott uns auch nicht vergibt. Nếu chúng ta không sẵn lòng tha thứ cho anh em mình thì Chúa cũng không tha thứ cho chúng ta. Wenn wir nicht bereit sind, Menschen zu vergeben, dann wird er uns auch nicht vergeben. Chúng ta rất thích được Chúa tha thứ, phải không? Wir möchten gerne, dass Gott uns ständig vergibt. Rất thích được người khác tha thứ mình. Wir genießen es, wenn andere Menschen uns vergeben.
Nhưng mà chúng ta nói rằng chúng ta khó tha cho người này, người kia. Aber wir sagen, wir sind sehr, uns fällt es schwer, anderen Menschen zu vergeben. Chúa dạy chúng ta hãy mặc lấy sự tha thứ đó. Nó đi liền với cuộc đời của chúng ta. Der Herr lehrt uns, dass wir diese Vergebung anziehen sollen in unserem Leben. Chúng ta rõ không bà chị em? Tha thứ nha. Nếu mà tôi lỡ có làm gì bà chị em chúng ta trong những ngày qua thì cũng tha thứ cho tôi. Vergebt einander und wenn ich etwas getan habe in den vergangenen Tagen, was nicht richtig war, möget ihr mir vergeben. Ông bà Việt Nam mình có câu tiếng Nho là nhân sinh thập toàn phải không? Hay là cái gì đó mà nó giống là người bất toàn. Không, xin ông bà chị em mình tha thứ nhau ha. Yeah. Có nghĩa rằng sự tha thứ là một bổn tánh mà Chúa dạy con cái của Chúa. Die Vergebung ist eine Eigenschaft Gottes für uns. Và chúng ta sẵn sàng chứ không phải là chúng ta miễn cưỡng. Und wir sind bereit zu vergeben. Bởi vì đó là cái ơn phước mà Chúa muốn đổ trên cuộc đời của chúng ta. Denn auch das ist ein Segen, den der Herr über unser Leben ausgießen möchte. Bởi vì chúng ta thấy rằng không có gì khổ, không có gì mà nhức nhối bằng chúng ta không tha thứ và chúng ta cứ giận triền miên. Und nichts ist anstrengender und kräftezehrender für unser Leben, als dass wir jemandem nicht vergeben und das immer mit uns tragen. Nhất là trong nhà thờ, thí dụ giờ cái người đó đi ngang đây là tôi phải lánh chỗ khác bởi vì gặp mặt khó sợ, khó chịu lắm mà nhà thờ cũng không lớn lắm. Besonders vielleicht im Haus Gottes, dass wenn wir ja sauer auf jemanden sind und man begegnet sich, dann möchte man sich eigentlich vermeiden, aber die Gemeinde ist ja nicht so groß und man trifft eben aufeinander. Rất là khổ phải không? Es ist sehr anstrengend. Có bao giờ chúng ta đã ở trong hoàn cảnh đó chưa? Wart ihr schon mal in dieser Situation? Xin Chúa thương xót chúng ta tha thứ nhau ha. Möge der Herr Barmherzigkeit mit uns haben und mögen wir einander vergeben. Vô điều kiện. Bedingungslos. Vì điều đó đẹp lòng Chúa. Denn das ist das, was Gott gefällt. Và Chúa ban phước cho cuộc đời của chúng ta, ban phước cho hội thánh của Chúa. Und der Herr möchte uns dann auch segnen und seine Gemeinde. Mới gần đây Chúa nhắc nhở tôi trong Thi Thiên 133 đó. Der Herr hat mich in letzter Zeit an den Psalm 133 erinnert. Giờ này chúng ta đọc thử mà không dở kinh thánh thử nghe nha. Und lass uns das mal vorlesen und nicht die Bibel aufschlagen. 2, 3. Kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay, ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu và Aaron chảy xuống ruông áo người, lại khác nào xương móc hẹt môn xa xuống các núi Siôn, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, đó là sự sống cho đến đời đời. Hallelujah. Chúng ta rất thuộc kinh thánh. Hallelujah. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Ja, wir danken Gott, dass die Gemeinde das sehr gut auswendig kann auf Vietnamesisch. Ja, chúng ta cảm ơn Chúa vì tôi nghĩ rằng Thi Thiên 133 sẽ là nằm nền tảng chúng ta thường xuyên đọc trong những ngày sắp tới đây, những buổi nhóm chúng ta nhóm họp để nhắc nhở cho chính mình và chính linh hồn chúng ta. Ja, hòa thuận yêu thương. Ich wünsche mir, dass der Psalm 133 auch ja, Worte Gottes werden, die wir in der nächsten Zeit auch gemeinsam als Gemeinde aussprechen. Câu số 14 cũng là sau kết thúc của buổi thờ phượng ngày hôm nay. Nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Und der und in Philippa Kapitel 4 in Kolosser Kapitel 3 Vers 14, damit möchte ich auch die heutige Predigt schließen. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Nhưng trước hết mọi sự đó. Zu diesem allen aber. Có nghĩa rằng cái đó là cái điều ưu tiên hàng đầu, cái điều mà chuẩn bị sứ đồ Phao-lô nói là điều ưu tiên hàng đầu, cái điều quan trọng nhất, hệ trọng nhất. Oder auch anders gesprochen, vor allem aber, also vor allen diesen Dingen, was noch wichtiger ist, ist, đó là mặc lấy lòng yêu thương. Das ist, die Liebe Gottes anzuziehen. Có những điều rất là quan trọng, nhưng mà cái điều mà trước nhất, có nghĩa là hệ trọng nhất, quan trọng nhất, mà cái điều ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của chúng ta,
Đó là mặt lấy tình yêu. All diese Dinge, über die wir vorhin geredet haben, die sind wichtig, aber noch viel wichtiger als das alles ist, dass wir die Liebe anziehen. Chúng ta đang ưu tiên điều gì nhất trong cuộc đời của mình, ông bà anh chị em? Welche Sache sehen wir gerade als am wichtigsten an in unserem Leben? Mỗi cuộc đời của chúng ta thường có những ưu tiên khác nhau, phải không? Wir haben andere Prioritäten in unserem Leben. Các bạn trẻ, chúng ta ưu tiên điều gì nhất trong cuộc đời của mình? Was haben unsere jungen Menschen als Priorität? Spaß haben, ja? Vui vẻ, phải không? Mỗi cuộc đời của chúng ta, mỗi người, mỗi lứa tuổi, và nữ hay là nam, chúng ta đều có những sự ưu tiên khác nhau. Wir haben Prioritäten, die unterschiedlich voneinander sind. Điều đó, Chúa biết, dặn bà chị em chúng ta cũng biết. Das weiß der Herr und das wissen wir. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa nhắc nhở chúng ta sự ưu tiên hàng đầu, đó là tình yêu, phải không? Und heute sagt uns Gott, dass das Wichtigste für unser Leben, die wichtigste Priorität, die Liebe sein soll. Làm gì làm cũng phải yêu. Egal was du machst, aber Liebe. Khi mệt cũng yêu, mà khi khỏe cũng yêu. Ob es dir gut geht, ob du stark bist oder ob du schwach bist, hab Liebe. Khi chúng ta ngủ đủ cũng yêu, mà khi mất ngủ cũng yêu, phải không? Ob du ausgeschlafen bist oder ob dir es an Schlaf mangelt, hab Liebe. Bởi vì cái sự ưu tiên hàng đầu đó là cái điều mà trong cuộc đời chúng ta đã từng có trong cuộc đời này, có người sẽ ưu tiên trong sự tìm kiếm tiền bạc, phải không? Und wir haben eben unterschiedliche Prioritäten und früher haben wir uns vielleicht die Priorität gesetzt, viel Geld zu verdienen. Có người thì ưu tiên trong cuộc đời của mình sống vui vẻ và thích reisen, thích đi du lịch chơi. Oder jemand möchte sehr viel Spaß haben und Freude im Leben und sehr viel verreisen. Có người thì ưu tiên làm cực khổ nhưng mà phải mua cái xe đẹp để đi. Oder ich kann so anstrengend arbeiten, wie ich möchte, aber Hauptsache, ich habe ein richtig schönes und teures Auto. Hoặc là chị em phụ nữ là ưu tiên gì nhưng mà phải quần áo đẹp mới được. Oder bei den Frauen vielleicht, was auch immer ich priorisiere, aber Hauptsache, ich habe schöne Klamotten. Có thể chúng ta bỏ bớt những điều mà nó cũng quan trọng, nhưng mà chúng ta lấy điều quan trọng nhất là quần áo đẹp và đồ trang sức, phải không? Und, vielleicht, tôi ja, nói đại thôi, mới trúng không thôi. Schöne Klamotten und schöner Schmuck. Und ich sage das jetzt einfach nur so, ich weiß nicht, ob das stimmt. Mỗi người, nam, nữ, hoặc là mỗi cuộc sống chúng ta thường có một cái lối sống và chúng ta có ưu tiên, phải không bạn chị em? Und unter uns ist es vielleicht so, dass wir ganz unterschiedliche Prioritäten in unserem Leben haben. Nhưng mà lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở, dạy dỗ chúng ta rằng ưu tiên hàng đầu đó là tình yêu. Aber der Herr sagt uns, dass die höchste Priorität für uns die Liebe ist. Có tình yêu là chúng ta có Chúa. Daran möchte der Herr uns heute Morgen erinnern, dass wenn wir die Liebe haben, dass wir Gott haben. Và chúng ta có Chúa là chúng ta có tất cả. Und wenn wir Gott haben, haben wir alles. Amen, bạn chị em. Amen. Ưu tiên hàng đầu là gì? Was ist unsere höchste Priorität? Tình yêu. Die Liebe. Tình yêu, bởi vì Đức Chúa Trời là gì, bạn chị em? Die Liebe, denn wer ist unser Gott? Là tình die yêu. Liebe. Mà nếu mà có tình yêu, chúng ta có Chúa. Có Chúa là chúng ta có tất cả. Wenn wir die Liebe haben, haben wir Gott. Wenn wir Gott haben, haben wir alles. Không có tình yêu thì chúng ta mất gì, bạn chị em? Chúng ta mất Chúa. Ohne Gott, ohne die Liebe haben wir Gott nicht. Mà mất Chúa thì mất tất cả. Ohne Gott haben wir nichts. Người Việt Nam mình nói rất là vui là mất cả chì lẫn chài, mất hết. Und die Vietnamesen haben einen sehr coolen Spruch für alles zu verlieren. Ja. Yeah. Chúng ta cảm ơn Chúa. Mà lời Chúa nhắc nhở chúng ta, nhưng trước hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. À, lời Chúa nhắc rất là lạ, tình yêu mà nó là sự dây liên lạc. À, là dây ông bà anh chị em ơi. Die Liebe ist das Band, das einander verbindet. Trong Kinh Thánh có đề cập đến dây không bạn chị em? In der Bibel steht von einem Band geschrieben. Sự dây gì mà bền vững nhất ở trong Chúa mà Chúa dạy chúng ta? Was ist das Band, das am stärksten ist? Was lehrt der Herr uns da? Dây gì mà nó nhưng mà không đứt mà khó đứt? Was ist sehr schwer zu durchschneiden oder reißt nicht so gut? Ja, cảm ơn Chúa. Truyền đạo 4 phải không? In Prediger 4 steht geschrieben. Truyền đạo 4 có 12 phần B. Một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.
Prediger, Kapitel 4, Vers 12. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Có nghĩa rằng trong mối quan hệ Chúa ở giữa, đó là tình yêu thì nó sẽ khó đứt được. Trong vợ chồng hai người nhưng mà có tình yêu của Chúa ở chính giữa, đánh làm ba tao rất là khó đứt. Wenn in einer Verbindung von zwei Menschen der Herr in der Mitte ist mit seiner Liebe, dann ist diese Verbindung sehr schwer zu trennen. Wenn in einer Ehe zwischen Mann und Frau eine dreifache Schnur ist, Gottes Liebe ist, dann ist diese Verbindung schwer zu trennen. Hoặc là trong sách tiên tri Ose, lời Chúa chép rằng câu số đoạn 11 câu số 4 rằng Chúa dùng dây nhân tình và xích yêu thương mà Chúa kéo chúng ta lại với Ngài. Hosea. In Hosea steht auch geschrieben. Chúa dùng cái dây nhân tình và xích yêu thương đã kéo chúng ta lại với Ngài. Der Herr gebraucht das Band der Güte und die Kraft der Liebe, um uns zueinander zu ziehen. Chúng ta cảm ơn Chúa. Ở trên thế gian này, tôi hỏi các bạn trẻ là những người học rất là cao hiểu rộng, chúng ta thấy rằng dây gì mà là dây vững chắc nhất mà thế gian này ta hay xài? Wir danken Gott. Ich habe noch eine Frage an die jungen Menschen, die so gebildet sind. Chúng ta suy nghĩ rồi. Dây mà chúng ta kéo phải không? Welches Band zum Ziehen ist sehr stabil? Dây gì mà bền vững nhất của bạn chị em? Welches ist das stabilste Seil? Hallo, junge Männer. Was? Stahlseil. Stahlseil. Sehr schlau. Ja, chúng ta thấy rằng dây thép. Das Stahlseil. Tôi coi thử trong mạng đó, chỉ cần sợi dây thép 10mm, tức như là nhỏ hơn ngón tay này, nó có thể chịu được từ 1 đến 2 tấn. Ein Stahlseil, was nur, das habe ich recherchiert, 10 mm dick ist, das kann schon 1 bis 2 Tonnen stemmen. Và khi một sợi dây chừng 20mm thì nó sẽ chịu đựng từ 4 đến 8 tấn. Ein Stahlseil von der Stärke 20mm kann schon 4 bis 8 Tonnen tragen. Tôi làm bao xe lờ thì tôi thấy mấy cái cẩu á, mấy cái crane nó chỉ có dây nhỏ xíu thôi mà nó kéo hàng, nó cấu hàng hàng tấn lên rất là cao. Und ich arbeite ja auf Baustellen und da sehe ich eben auch die Krane, die so Stahlseile haben, die so sehr dünn sind, aber so viele Lasten tragen können. Hoặc là chúng ta có dịp đi ngang những cái cầu treo đó, hanging bridge đó, là chúng ta thấy những cái stahlseil, những cái dây thép mà họ căng lên để chịu hàng trăm hàng ngàn tấn mà để cho những cái cầu nó nối với nhau. Oder wenn wir Hängebrücken ansehen, dann sind dann auch sehr sehr viele Stahlseile, die eben aufgehangen wurden, sind um so große Lasten und hunderte von Tonnen zu tragen. Có nghĩa rằng con người ta đã rất là thông minh và tìm ra những cái dây rất là bền và chắc để làm những công việc quan trọng như vậy. Also die Menschheit ist sehr intelligent und hat etwas wie das Stahlseil entwickelt, um solche Lasten zu tragen. Nhưng mà câu hỏi đặt ra đó, những cái dây đó, đó bền chắc nhưng mà nó theo thời gian nó có bị rỉ sét không bạn chị em? Und die Frage, die sich mir stellt, ist, dass diese Seile sehr stabil sind, aber über die Zeit werden sie vielleicht rosten? Nó có bị biến chất đi không? Oder wird sich die Oberfläche verändern? Mà nếu mà không kịp thời mà thay thế nó đó thì có nguy hiểm không? Oder wird es gefährlich, wenn man die Seile nicht von Zeit zu Zeit erneuert? Nếu mà cầu treo mà cái dây thép mà không kịp thời thay thế mà nó đứt một cái rồi thì thôi, chúng ta thấy một hậu quả hết sức là kinh khiếp phải không? Und wenn eine Hängebrücke, wenn die Stahlseile nicht in der rechten Zeit erneuert werden, dann kann etwas sehr Schlimmes passieren. Chúng ta thấy tất cả những điều gì con người tạo dựng ra trên thế gian này làm, nó có bền chắc nhưng mà nó sẽ theo thời gian nó sẽ phân hủy và nó đi đến cái chỗ hư hỏng. Das, was Menschen geschaffen ist in dieser Welt, mag stabil sein, aber es wird eine Zeit geben, wo es auch vorüber ist. Cần phải bảo trì và kịp thời thay thế. Es braucht Pflege und es braucht auch eine zeitige Erneuerung. Ta amen đồng đó không bạn chị em? Können wir dem zustimmen? Bây giờ dây yêu thương là sự dây nhân tình mà Chúa dạy chúng ta, là sự dây mà giúp chúng ta trong cuộc đời này. Sự dây liên lạc của sự trọn lành đó là dây yêu thương. Und das
kommen wir zu dem Band der Liebe, das der Herr hat, das Band der Güte und der Vollkommenheit. Cái dây này phải cần có phải bảo trì không bạn chị em? Braucht das Band der Liebe hay là mặc kệ cho mưa nắng mình có dây đó một lần rồi mình mặc kệ nó mình để hoài. Oder können wir das eigentlich vernachlässigen und es wird schon stabil bleiben? Nếu chúng ta không cẩn thận, cái dây này nó sẽ biến chất theo thời gian. Wir müssen Acht geben, denn dieses Band kann sich auch über die Zeit, über die Umstände verändern. Hơn những dây của thế gian mà người ta làm ra, dây yêu thương mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Chúa cần phải bảo trì và kịp thời sửa chữa, phải không? Auch das Band der Liebe, das Band der Vollkommenheit braucht, dass wir es schützen, dass wir es pflegen. Chúng ta phải cần kịp thời biết được những chỗ rỉ sét, những chỗ hư hỏng, những chỗ biến chất để chúng ta cậy ơn Chúa để chúng ta kịp thời sửa chữa và thay thế. Wir müssen darauf acht geben, dass an unserem Band der Liebe, dass wir wissen, wie der Zustand ist, wo vielleicht Stellen sind, die vielleicht Risse haben, wo wir etwas erneuern müssen. Können wir dem zustimmen? Sợi dây bền vững, nhưng mà nhờ sức của Chúa, nhờ ơn Chúa, nhưng mà chúng ta là những người chúng ta phải cậy ơn Chúa để chúng ta tra xét, kiểm tra. Có khi nào chúng ta xem những người mà người ta đi bảo trì những cái cầu treo đó, người ta dùng những cái búa, người ta gõ từng cái dây cái để kiểm tra đó. Das Band der Liebe kommt von Gott und es ist stabil durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit. Aber wir haben auch die Aufgabe, dass wir es auch schützen, dass wir schauen, ja, wo eben Risse etc. sind. Und wenn wir eben auf Baustellen schauen, dann sehen wir auch, dass die Bauleute mit ihrem Hammer gegen Stahlseile schlagen, um halt zu schauen, ob sie wirklich noch stabil sind. Có khi nào chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta cậy lời Chúa qua hội thánh, chúng ta gõ từng cái chỗ điểm, cái dây của chúng ta coi nó có bị trục trặc gì không? Chúng ta cứ đinh ninh rằng nó tốt hoài. Es ist bei uns auch schon mal so gewesen, dass wir symbolisch den Hammer genommen haben und an dem Band der Liebe herumgeschlagen haben, um zu gucken, ob es wirklich noch stabil ist, um zu schauen, ob da irgendetwas ist. Cái nguy hiểm nhất của cái dây đó là bên ngoài nhìn nó cũng còn rất là tốt, phải không? Das Gefährlichste an einem Band, an einem Seil ist, dass es von außen noch heile ausschaut. Mà bên trong nó đã bị hơi biến chất và nó bị rỉ sét mình không hay. Aber dass es von innen schon rostet oder dass es schon anfängt zu reißen. Chúng ta cứ đinh ninh rằng nó đã tốt, nó đang tốt và nó sẽ tốt mãi. Und wir schauen es nur von außen an und wir sagen, ja, es schaut gut aus und es wird wahrscheinlich auch für immer gut bleiben. Chúng ta qua bài học ngày hôm nay chúng ta có cậy ơn Chúa để chúng ta nhờ lời Chúa chúng ta kiểm tra không bạn anh chị em? Wir haben heute im Wort Gottes gelernt und lasst uns auf Gott vertrauen und mit seiner Hilfe eine Untersuchung durchführen. Chúng ta phải kiểm tra gõ nó coi nó còn ok không, phải không? Lasst uns untersuchen und an dem Band klopfen und schauen, ob es noch stabil ist, ob alles in Ordnung ist. Chúng ta càng kiểm tra kỹ, chúng ta càng kịp thời phát hiện, chúng ta kịp thời thay thế thì chúng ta thấy rằng dây đó là dây bền vững. Lass uns unser Band der Liebe inspizieren und schauen und erneuern, wo es nötig ist, damit es auch wirklich beständig ist. Bởi vì chúng ta biết chắc một điều rõ ràng, nếu mà dây đó bất chợt mà nó đứt một cái rồi thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Denn wir müssen wissen, dass wenn dieses Band der Liebe wirklich dazu kommen sollte, dass es reißt, dann wird es Folgen haben, die wir uns nicht vorstellen können. Chúng ta cậy ơn Chúa, chúng ta thấy những hình ảnh mà những người phi công, những pilot mà trước khi người ta khởi động máy bay, người ta cất cánh bay đi đó là người ta phải kiểm tra cái máy bay rất là kỹ lưỡng, phải không? Ein Pilot, bevor den Flieger startet, muss auch untersuchen, ob alles an dem Flieger in Ordnung ist. Mặc dù cái đội mà chuyên gia để bảo trì máy bay và đã kiểm tra tất cả, nhưng mà người phi công trước khi mà cất cánh cũng phải đi coi từng cái bánh xe, coi từng cái clapper, coi nó có đúng cái chức năng nữa hay không? Es gibt ein Team von Menschen, das zuständig ist, vor einem Flug das Flugzeug zu inspizieren. Aber der Pilot selbst muss auch schauen, ob alles in Ordnung ist an seinem Flugzeug. Bởi vì người phi công đó là người chịu trách nhiệm về mấy trăm mạng người ở trên máy bay đó. Denn der Pilot wird zuständig sein, wird verantwortlich sein über hunderte von Menschenleben. Mặc dù cái đội kiểm tra đã kiểm tra rồi, nhưng mà người đó phải tự đi xem lại tất cả mọi sự đó. Das Team hat es vielleicht schon alles untersucht, aber er muss noch einmal sicher gehen. Ja, khi mà
tất cả đều hoàn chỉnh và người đó đồng ý thì người đó mới cất cánh được, hay là mới tự cất cánh. Und wenn wirklich erst alles in Ordnung ist, kann er erst das Flugzeug starten. Con người người ta đã cố gắng, người ta kính lượng như vậy thì chúng ta trong thuộc linh chúng ta không thể sơ sài được, phải không bà anh chị em? Wenn der Mensch schon solche Bemühungen hat, um verschiedene Dinge sicherzustellen, dann müssen wir noch umso noch mehr sicher gehen bei dem Band der Liebe. Lòng yêu thương trong Roma 12, lòng yêu thương phải cho thành thật, phải gớm sự dữ và mến sự lành. Roma 12 câu số 9. Römer 12 Vers ab Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu thương nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Và là câu số 17 là chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta dây yêu thương của chúng ta, chúng ta phải kiểm tra lại. Das Wort Gottes ermahnt uns heute, erinnert uns heute daran, untersucht dein Band der Liebe. Đó là sự dây kết nối giữa chúng ta với Chúa. Es ist unsere Verbindung zu Gott. Sợi dây nối chúng ta với nhau. Es ist unsere Verbindung zueinander. Nếu mà sợi dây chúng ta kết nối với Chúa mà nó bị đứt hay bị trục trặc rồi đó, thì chúng ta không thể kết nối với anh em chúng ta tốt được cả. Wenn unser Band, unsere Verbindung zu Gott zerrissen ist, dann können wir schwer uns mit Menschen um uns herum verbinden. Hoặc là nói rằng chúng ta kết nối với Chúa thật là tốt, có mối quan hệ rất là tốt với Chúa, nhưng đối với anh chị em chúng ta có một cái sự cắt đứt nào đó thì chúng ta thấy rằng chưa phải là dây của Chúa muốn cho cuộc đời chúng ta, phải không? Oder wenn wir eine starke Beziehung zu Gott haben, eine starke Verbindung zu Gott haben, aber unseren Mitmenschen, unseren Geschwistern den Rücken kehren, dann ist es nicht das Band der Liebe, das wir haben, was der Herr wirklich für uns möchte. Chúa muốn cuộc đời của chúng ta, sợi dây của chúng ta luôn kết nối với Chúa và kết nối với anh chị em mình. Der Herr möchte, dass unser Band der Liebe immerzu mit ihm verbunden ist und mit unseren Geschwistern. Nếu mà trong sự đó mà sự trục trặc thì chúng ta biết được rằng Chúa ơi, có sự trục trặc rồi, xin Chúa thương xót và giúp đỡ con. Und wenn wir wissen, dass es irgendwo vielleicht einen Riss oder sowas gibt, dann lass uns zu Gott beten, dass er uns hilft. Amen, bạn chị em. Amen. Ngày hôm nay chúng ta sống trong một thế hệ 4.0. Wir leben in der Generation 4.0. Chúng ta liên lạc với nhau rất là dễ và thoải mái và ít tốn kém, phải không? Es ist uns sehr einfach, uns miteinander zu kommunizieren und uns miteinander zu verbinden, und das ist auch nicht sehr teuer. Chúng ta thường liên lạc với nhau bằng mạng gì? Wie können wir miteinander kommunizieren? Facebook hay là Messenger gì đó, phải không? Vielleicht Facebook oder Messenger. Mà nếu mà Internet mà obstacles rồi thì chúng ta bằng mọi cách chúng ta phải hair video, hair style, phải là phải điện thoại hoặc là làm để cho có Internet, không Internet không sống được, phải không? Und wenn es Probleme mit dem Internet gibt, dann müssen wir das so schnell wie möglich wieder in Ordnung bringen, damit wir weiter ins Internet können. Ngày hôm nay không có Internet không sống được. Ohne Internet können wir nicht leben. Nhưng mà dây nhân tình, dây yêu thương của Chúa đứt rồi, Ega. Aber wenn vielleicht das Band der Liebe, unsere Verbindung zu Gott gerissen ist, dann ist es egal. Nếu mà chúng ta, tôi nói là một phần nhỏ thôi, mình thấy được cái sợi dây liên lạc với Chúa nó quan trọng bằng một phần của cái sự mà chúng ta Internet ngày hôm nay thôi, thì chúng ta chăm sóc nó là dường nào, phải không bạn anh chị em? Wenn unsere Sorge um unser Band, unsere Verbindung zu Gott nur ein Bruchteil dessen ist, als unsere Sorge, wenn das Internet nicht funktioniert, wie wäre unsere Beziehung zu Gott dann? Chúng ta tưởng tượng coi, nếu bây giờ trong nhà chúng ta mà không có Internet một tuần lễ rồi, chúng ta thấy khốn khó không? Stellen wir uns mal vor, wenn wir eine Woche ohne Internet zu Hause auskommen müssten. Thấy David Dương là gật gù, phải không? David Dương hat genickt. Katastrophe, phải không? Das ist eine Katastrophe. Thảm họa. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị đứt mạng với Chúa hoặc đứt với anh em mình,
Năm này qua tháng kia cũng ấy ga, đâu có sao đâu, vẫn sống bình thường phải không? Aber wenn vielleicht unsere Verbindung zu Gott oder zu Mitmenschen vielleicht irgendwie gestört ist, dann können Monate vergehen und es kümmert uns nicht. Cho nên những hình ảnh đó để gợi chúng ta thấy ông bà chị em ơi, cái sự mà chúng ta liên lạc với Chúa nó quan trọng và nó hệ trọng là dường nào phải không? Ja, ich möchte euch dieses Bild geben, um euch eben daran zu erinnern, wie wichtig es ist, dass wir die Verbindung zu Gott, dass wir das Band, dass wir uns darum kümmern. Nếu mà chúng ta bị mất internet mà chúng ta khổ đau trong những ngày không có mạng đó, thì trong tâm linh chúng ta cũng thấy rằng nếu chúng ta mất sự liên lạc với Chúa, chúng ta khổ gấp triệu lần hơn đó, ông bà anh chị em ơi. Wenn wir eine Woche kein Internet haben und wenn es uns dann schon schlecht geht, wie sehr schlecht muss es unserem Geist gehen, wenn wir für eine Woche, für einen Zeitraum keine Verbindung zu Gott haben? Mất trong đời này và mất cả sự đời đời nữa. Es ist nicht nur, dass es ein Verlust ist für dieses Leben, sondern für das nächste. Lời Chúa dạy chúng ta, chỉ chúng ta thấy con cái Chúa phải hiểu biết. Hãy hiểu biết để chúng ta tránh những điều mà có thể tai hại cho cuộc đời của mình. Das Wort Gottes möchte es uns beibringen, damit wir darüber wissen, damit wir das vermeiden können in unserem Leben, weil das wichtig ist. Hoặc là chúng ta bị rớt mạng, chúng ta bị mất mạng giữa mình với anh chị em chúng ta trong những năm tháng qua, chúng ta đã từng ê ga, thì ngày hôm nay chúng ta nói rằng xin Chúa giúp con wiederherstellen, phải không? Oder wenn Beziehungen zwischenmenschliche Beziehungen in die Brüche gegangen sind oder es uns egal war, dann mögen wir Gott bitten, dass er uns hilft, diese Beziehungen wieder aufzubauen. Chúng ta amen, bạn, chị em. Können wir dem zustimmen? Thấy vậy căng thẳng quá. Giờ, ja, chúng ta. Sehr direkt. Cảm ơn Chúa. Một vài hình ảnh để cho chúng ta thấy được rằng Chúa nhắc nhở chúng ta, nhưng trên hết ưu tiên hàng đầu. Wir danken Gott für die heutige Botschaft und der Herr erinnert uns daran, vor allen Dingen aber sự ưu tiên hàng đầu, đó là phải có tình yêu và đó là sự dây liên lạc. Die erste Priorität sei die Liebe und das ist das Band der Verbindung. Và chúng ta ước ao rằng kỳ trại năm nay Chúa muốn chúng ta hãy mặc lấy Chúa Giêsu Christ. Die heutige Sommerkonferenz erinnert uns daran, zieht den Herrn Jesus Christus an. Điều đó cũng có nghĩa rằng chúng ta mặc lấy những bổn thánh của Chúa. Das heißt, dass wir die Eigenschaften Gottes anziehen. Và cái điều ưu tiên hàng đầu đó là tình yêu, phải không? Und die erste Priorität darin ist die Liebe. Tình yêu. Die Liebe. Tình yêu. Die Liebe. Nếu mà chúng ta chưa có tình yêu thì chúng ta khoan nói những chuyện sau đó nữa. Chúng ta phải có tình yêu chúng ta mới nói tiếp được. Lasst uns zuerst die Liebe haben und dann die darauf folgenden Dinge. Cũng như chúng ta giấy tờ chúng ta như chị em chúng ta từ Ukraine sang, nếu mà chưa có được đăng ký ổn định thì khoan nói với tiền xin tiền xã hội, khoan nói với tiền mướn nhà, phải không? Nếu chị em chúng ta từ Ukraine sang đây, wenn unsere Geschwister aus der Ukraine hierher kommen, mà xin giấy tờ đi ra ngoài xã ngoại kiều mà chưa có được ổn định đó. Wenn sie zum Amt gehen, zu den Behörden gehen und wenn das alles noch nicht geregelt ist und wenn sie noch keine Unterstützung des Staates erhalten. Và chúng ta khoan nói đến ra xã hội để xin tiền trợ cấp phải không? Có nghĩa là mình chưa đưa ra Ausland Behörden, mình amen đó. Und wenn man sich noch nicht angemeldet hat bei der Ausländerbehörde, thì mình khoan nói đến chuyện ra xã hội để xin tiền trợ cấp. Dann möchte man so schnell wie möglich dorthin. Mình khoan nói như là mình, cái đó là cái giai đoạn sau. Not the shit. Also wenn das alles erst noch nicht geregelt ist, dann meldet man sich noch nicht bei der Ausländerbehörde an. Hoặc là những giai đoạn sau đó nữa. Oder man leitet auch nicht weitere Schritte ein, bevor eben das Geld und die Wohnung etc. nicht geregelt ist. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, tình yêu là điều gì đó hàng đầu trong con cái của Chúa. Und ja, das ist auch ein Beispiel, dass die Liebe eben zuerst kommt. Nếu mà cho chúng ta amen, kính mời chúng ta đồng đứng lên để chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Wenn wir denen zustimmen, lass uns aufstehen und zum Gebet kommen. Ja.